Hello các chị, hôm nay em sẽ giới thiệu cho các chị về mẫu com lê mới nhất của bên em. Thì mẫu com lê này là nó bao gồm một cái áo ghi lê, một cái áo sơ mi tay ngắn và một cái quần dài yếm. Đầu tiên em sẽ nói qua cho các chị về cái áo ghi lê. Đây, cái áo ghi lê này thì bên em được thiết kế nó bằng cổ tròn chứ không phải là cổ sơ mi như cái loại áo sơ mi khác. Và nó được đính hai hàng nút hai bên, đồng thời hai bên có hai cái túi giả nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này. Và ở phía sau áo ghi lê á, có một cái cúc tăng đơ. Khi mà các chị thấy rộng á, thì các chị có thể rút lại. Nè, các chị có thể rút lại để ôm sát vào cơ thể của bé. Hoặc là mình có thể nới rộng ra để điều chỉnh cho kích cỡ eo của bé trở nên vừa vặn hơn. Thì cái áo ghi lê này á, được thiết kế bằng cái vải kaki thun cao cấp 100%. Và nó rất là co giãn nè, các chị nhìn đây, cực kỳ co giãn luôn nha. Ở bên trong áo ghi lê á, là nó được làm bằng lớp lót độn kín. Khi mà em rời trên chất vải á, cực kỳ mát và nó rất là sang trọng. Áo ghi lê này có từ size 1 đến size 12, là các bé khoảng 8kg đến 45kg là mặc được. Rồi, bây giờ em sẽ chuyển qua cái áo sơ mi ha. Đây, cái áo sơ mi này là cái áo sơ mi tay ngắn và nó làm bằng chất liệu cotton for nên là rất là bền và không sợ bay màu nhanh như là các loại vải khác thông thường. Và bên em còn đính thêm những cái nút gỗ sờn màu nâu như thế này, trong cái áo trở nên dễ thương hơn và cổ điển hơn bình thường. Rồi, cái áo này cũng có cùng size với cái áo ghi lê lúc nãy, là từ size 1 đến size 12Y. Và tiếp đến em sẽ giới thiệu cho các chị về mẫu quần dài. Đây, cái quần dài này là quần dài yếm ha các chị. Thì khi mà mình gỡ cái ghi lê ra, nó sẽ mặc được kiểu như thế này nè. Phía trước là hai dây và phía sau mình có thể bắt chéo qua hoặc là hai dây song song nhau cũng được. Thì cái quần yếm này là cái quần dây tháo rời. Các chị nhìn đây, mình có thể tháo cái nút ra rất là nhanh gọn. Khi mà tháo nút rồi, nó trở thành một cái quần tay bình thường. Các bé có thể là mặc cái quần này chung với áo thun hoặc là cái loại áo khác, trông cũng rất là xinh xắn và dễ thương. Thì cái quần này cũng làm cùng chất liệu với cả áo ghi lê lúc nãy, và màu sắc cũng giống như áo ghi lê nên là nó rất là co giãn nè các chị nhìn này, rất là co giãn cực kỳ luôn nha. Đồng thời cái lưng của nó cũng là lưng thun, và ở bên trong bên em có làm thêm hai cái tăng đơ nè. Hai tăng đơ này tăng đơ được rất là nhiều, chứ không có như những chỗ khác tăng đơ được có một hai nút à, còn đây tăng đơ nhiều cực kỳ luôn. Nên là các chị có thể rút sát vào rồi cài nút lại để cho vừa vặn với phần eo và bụng của các bé. Rồi mình có thể mua những cái kích cỡ lớn hơn một size để khi mà các bé lớn lên á, mình có thể là giãn cái nút ra, giãn cái phần tăng đơ ra rồi cài nút lại để vừa vặn với các bé hơn. Đây là đầm này, cái bộ com lê này á, các bé có thể mặc đi tiệc, đi chơi hoặc là đi đám cưới, đi những cái event khác, trông rất là dễ thương và đẹp trai nha các chị. Các chị nhanh nhanh tay để lại comment điện thoại hoặc là inbox cho em để em giữ hàng cho mình nha. Rồi, em xin kết thúc video tại đây.